Sốc ngón chân biến dạng của Ronaldo. Ronaldo để lộ bàn chân đầy vết chai sạn sau quãng thời gian dài tập luyện và thi đấu bóng đá đỉnh cao. Trên trang cá nhân, Cristiano Ronaldo đăng bức hình đang thư giãn bên bể bơi. Tuy nhiên, điều chú ý là những vết chai xuất hiện với mật độ dày đặc ở ngón chân cái và mu bàn chân của siêu sao người Bồ Đào Nha. Không thành công nào dễ dàng, một cổ động viên bình luận. Chỉ nhìn đôi chân, tôi sẽ biết nỗ lực của bạn đến đâu, người thứ hai bày tỏ sự khâm phục. Ronaldo quả thực phi thường, cổ động viên nói. Ngoài ra, một số fan còn thắc mắc về việc CR7 đánh móng chân màu đen. Đây là thói quen phổ biến trong giới thể thao. Việc sơn móng chân sẽ giúp các vận động viên tránh bị nhiễm nấm khi phải xỏ giày tập luyện, thi đấu trong khoảng thời gian dài. Hiện tại, Ronaldo trong kỳ nghỉ. Cựu sao Man United được huấn luyện viên Roberto Martinez cho phép vắng mặt ở trận giao hữu gặp Thụy Điển vào ngày 21 tháng 3 tới đây. Ngoài Ronaldo, Diogo Dalot, João Cancelo, Danilo Pereira, Otavio, Vitinha, João Felix, những cầu thủ vừa phải thi đấu cho câu lạc bộ chủ quản cũng sẽ được nghỉ ngơi. Dự kiến, Ronaldo trở lại tập luyện và sẵn sàng ra sân trong trận gặp Slovenia vào lúc 2 giờ 45 phút ngày 27 tháng 3. Đây cũng là trận giao hữu cuối cùng để Selecao lắp ghép đội hình trước khi chính thức bước vào chiến dịch tại vòng chung kết Euro 2024 diễn ra vào tháng 6.